tiên, buổi sáng nắng đẹp. Bây giờ gia đình mình di chuyển trả phòng đi thôi. Gia đình đang ngồi làm gì đây? Uống cà phê, ăn sáng, ăn nem, bánh mì, uống cà phê. Ui, chú bán tôm khô bự quá chú hả? 600, 600 ngàn một ký hả? 600, 700, 800. Wow. Ủa mẹ có mua tôm khô không? Hả? Không mua hả? Đi ăn cơm tấm đi. Bự quá hả? Bự ghê luôn á. 600 ngàn ký hả? Đây, phim chi biển. Ba loại này ăn giống nhau. Mua đi ăn cơm. Để có gì không quay lại hả? Đi ăn sáng đi, đi ăn hàng qua đoạn cơm tấm này đúng không? Đi. Mẹ, tôm khô bự quá trời. Sao vậy? Cơm nhỏ nhỏ thì vậy nữa. À, ba muốn ăn con nhỏ hả? Ủa ngộ vậy. Mua tôm khô là mua tôm khô bự chứ. Ăn sáng đi cả nhà ơi. Cà phê, bánh mì, thò kho, nhiều món vô đây lựa. Có cơm tắm luôn hả? Ngồi đi, ngồi đâu cho mấy. Quán cơm kế bên khách sạn. Coi coi. Sườn chả. Đây, lấy con sườn bì đi. Sườn bì trứng. Sườn bì trứng ốc la. Có ốc la không cô? Có. Vậy là ăn nó mới ngon. Dạ, cơm tắm luôn. Mấy dĩa? Dũng ăn gì Dũng? Vậy là ba dĩa cơm. Ba dĩa cơm sườn bì trứng ốc la. Ba dĩa cơm. Cho con dĩa cơm. Cơm gì? Bì với ốc la hả? Bì sườn ốc. Rồi ok, bốn dĩa. Anh kêu anh ơi. Bánh canh của mẹ. Bánh canh thịt. Nè muỗng nè. Đũa nè. Bỏ vô mẹ, không? Không, canh ơi. Đây ớt nhìn ngon quá. Ớt sa tế. Ăn chanh nặng vô. Ớt bỏ vô, ớt sa tế ngon quá nè. Việt Nam là cái gì chứ? Này tự chắc tự riêng luôn á. Tự làm luôn, ớt quá ngon luôn. Trộn lên. Rồi. Ăn tương gì không? Nè cơm của sườn bì chả, ấy lộn sườn bì trứng ốc la. Bì đâu? Không có bì đâu. Ủa mình kêu là sườn bì trứng ốc la mà ta. Rồi để cho Dũng cầm quay qua đây. Dạ bên. Nè. Bỏ bì lên. Một gà mới gì nó ngon. Chưa gì mất tinh thần rồi. Thank you. Bỏ bì hai dĩa. Ngon quá. Có hai dĩa không bì à? Hai dĩa không trứng. Thôi hết thiếu rồi. Thôi thì có gì kêu rồi sớt quá. Hay. Menu và cái chỗ này đấy hả? Chỗ này là tên là điểm tâm sáng đây hả? Mày cho menu ở tiếng ngoài nha. Ăn thử cái ngon mẹ. Thấy ngon hả? Ngon hả? Ngon. Nước súp. Nước súp dừa. Nước súp dừa ăn. Bữa trưa. Có luôn. Bì kè. Bì hay mì? Bì. Nè thử canh, bánh canh coi. Sườn trứng của anh á. Sườn trứng có bì luôn. Không, có ở dưới, có ở dưới. Có bì, có bì, có bì. Dĩa nào cũng có hết á. Dĩa nào không bì thì có. Ngon á, ngon, bánh canh ngon thì Dũng. Cơm ăn được không? Cơm tắm nè, ủa? Thường cũng được không mẹ? À, không có cơm. Không có bánh canh ngon. Không có tắm hả? Không có tắm, đây không có tắm. Ồ. Ok Ben. Ngon không? No? Ngon. No? Chút xíu. Thôi mình kêu thêm dĩa sườn rồi. Chưa rồi, nó đang ăn trước đi. Mày đang bánh canh rồi.
Rồi, cảm ơn chị. Thấp bánh canh ngon. Canh ngon. Cảm ơn chị. Sắp ăn được à? Cái này giống như tự làm luôn á hả? Bánh canh tự làm, bà nói nè. Vậy hả? Bánh canh tự làm luôn. Tươi luôn, tươi luôn. Ăn cơm sườn, cơm sườn. Đấy, bà chiên rồi hả? Nướng rồi, mà chiên. Nướng lại. Nướng rồi xong rồi chiên lại. Không. À, nó gọi khóa sim cách đây tuần trước. Ờ, mắc cười ghê. Trong 2 tiếng nữa sẽ bị khóa sim. Ừ. Chị em thử bánh canh à. Tổng thiệt hại bao nhiêu mẹ? 290 chuột ca. Để đi mua cho, đi em uống 2-3 ly gì đó chị ơi. 3 ly. Uống không đó mẹ không? 4 ly. Cho bác Tài uống không ly? Bác Tài uống không? Nước đá me. Đá me, đá me. Ủa là bà chủ bán luôn hả? Cô chị làm uống. À chị bán vậy ngon lắm. Trời ơi, hèn chi giờ hôm qua giờ không quảng cáo luôn á. Cái nào chị thèm uống gì chị làm chị bán. À là chị bán đây luôn hả? Đá me luôn. Để gì đây? Củ me. Me mà để nghe chị kia chị quảng cáo ngon dữ dội lắm. Khóm đâu chị? Khóm đâu? Trong đó luôn á. Trong đây luôn hả? Chị bằng chung vô cho nó ngon. Ồ. Rồi con này làm gì đây? Cà phê sữa hả? Rồi đợi em tí em chạy vô liền. Bà chủ đa tài ghê luôn á. Quá ngon. Đá me nhà làm luôn đúng không? Đó, nhà làm là ngon, chất lượng nhất rồi. Chất lượng hảo hạng. Mấy tiếng đồng hồ quá. Oh man. Tự tay bà chủ làm luôn. Quá giỏi. Ngon. Đúng rồi. Đó, đá me Kim Phát. Wow, wow. Phải có bán hiệu này nọ. Cái này không có quảng cáo đâu, làm mốt á. Mốt ra đây giờ mà kiếm đủ không có. Đồ đặc sản nè. Phải chính tay bà chủ làm mới ngon nha. Đúng rồi đó. Wow. Trời nắng uống ly đá me nó mát ha. Đây. Đó mẹ. Ồ, cái đậu phộng lên. Cho em một ly nhiều đậu phộng nha. Thôi được rồi, chai vậy cũng nhiều rồi đó. Nhiều hơn nhiều, nhiều hơn dưới Sài Gòn á. Nhiều đậu phộng mới ngon. Ưu tiên. Wow, quá dữ, quá dữ. Thèm, thèm, thèm. Đúng rồi đó, chất lượng. Bao nhiêu vậy chị? 4 ly 6. Hả? 4 ly 6 chục là nhiêu ly? 15 ngàn. 4 ly 6 chục. Móc xỉ. Đá me đi mọi người ơi, đá me đi. Chị chết uống không? Uống rồi. Uống mấy ly rồi phải không? Hôm qua giờ. Hôm qua giờ uống ủng hộ mấy ly rồi đó. Trời. Sáu chục k 15 ngàn một ly. Cho cái muỗng múc đậu phộng nò. Nhìn lên đó mày chất lượng. Rồi cảm ơn chị 60 ngàn. Nghe em cầm cho. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị cảm ơn nhiều nha. Dạ. Nào có về ghé chị nha. Ok. Ok. Mango na đà nè, ngon. Giống giống vậy con. Kết rồi. Nó không giống hả? Đá me Việt Nam mày ơi. Qua đây nè, đi đâu vậy trời? Bó tay luôn á, lên luôn đi. Lên đó người ta chở mày đi luôn. Lộn xe.
lên lộn xe đi nha, người ta chở đi luôn đó. Lên đường cái cô, cái cô bây giờ mình đi đâu nè? Lăng mạc cũ hả? Người khai sáng nó dùng đây. Đi tìm cha đẻ của Hà Tiên đúng không? Đó, đúng luôn. Lên đường Hồ Sen trước lăng mạc cũ. Mẹ biết lịch sử này không mẹ? Ba kể lịch sử kìa. Đi vô lịch sử đền thờ họ Mạc. Cái này là Mạc mà. Họ Mạc đó là chắc là nhiều vậy. Mình sẽ quay về thời cổ xưa. Cái các con của họ Mạc luôn. Là hồi xưa đây là tất cả là mặt cũ là khai phá cái vùng đất này. Rồi khi mà gia đình được phong tước rồi tàu đã đặt cho tên bảy cái chữ là tất nhiên là Mặc Tử Thiên Hà Bá Tử Nam. Và tất cả là tất được con thì cháu đều được hưởng cái dòng tướng này hết. Qua dòng cầu. Vô thăm cái nhà cổ. Nhà này chắc cũng mấy trăm năm luôn hả? Di tích lịch sử 1735. Đây đọc đi rồi tóm tắt lại đi. Mạc Lệnh Công. Men với đời để sao hả? Cái này là đồ của hồi xưa đó. Sao biết? Bên kia là vị tướng quân đó đại chữ kia. Đâu? À, thiệt luôn mấy người này thấy đường tôi không thấy đường này kia mấy người biết. Tưởng gì ai cũng biết trơn luôn á. Thật ra là mình không thấy đường. À, tướng quân con. He the warrior hả? Đó, không biết gì luôn á. Rồi đọc lịch sử chưa? Có cái mộ kìa. Mạc Lệnh Công. Đi lên lăng là lên lăng mộ hả? Lên đây nè con. Wow. Bông phượng đẹp quá. Rồi. Ủa sao nó mọc có bên nhánh này ta? Ha? Nó mọc có nhánh. Tại vì đó, cái này nó bị che rồi, cái cây kia che mất ánh sáng. Mất ánh sáng rồi. Có cái nhà kia đẹp quá trời kìa. Úi trời má ơi, dập té. Lo quay nữa mặt, sắp mặt. Đâu? Xoài hả? Đâu? Lại đây hướng như thế nào vậy ta? Sao? Đi cái bàn hướng như thế nào mà tức bờ đi đằng sau lưng sao quay hướng như thế nào? Tin tức. Ây da. Ben. Con quay đi.
Mạc Thiên Tích là tên của ổng hả? Tổng binh. Thở, thở đi. Dốc. Sao biết hay vậy? Thiệt luôn. Rồi sao mấy người này giỏi gì tích lịch sử quá trời luôn á. Ây à. Ây à. Thở như chó vậy đó. Phong cảnh cũng hữu tình. Ben là number one rồi. Nó là đi lên đi xuống nãy giờ ba vòng được luôn á. À. Ngoài quá. Chữ gì mẹ đọc coi mẹ, không thấy đường mẹ ơi. Cụ là người lập ra cái trấn Hà Tiên này. Đúng không? Đúng rồi. Lập ra Hà Tiên. Hà Tiên thị trấn. Ông Phượng này. Cà Mau. Vậy hả? Là ổng là người lập ra Hà Tiên về dài dài xuống tới Cà Mau. Tỉnh nào cũng có tên mà Thiên Tích Tử Hoàng. À. Con của ông Mạc Tử. Diễn viên dính luôn, đứng nghe màn hình luôn. Ồ, quá trời cây. Phong cảnh hữu tình. Ở trên đầu con ông đó. Sao sao chú kể lại. Đào 3 ngày rồi nó đem trả lên nó chồng đó đó. Đem gì lên chồng? Cái mai á. Cái mai đó, tức là ăn cắp á. Đào ăn cắp xong rồi về là đòi á. Mấy ông dựng thì đi đòi trả lại đó. Cái chồng á nó chắc từ nước lên túi. Chắc từ can lên túi. Ồ linh vậy hả? Ừ cái ông tay chân tao rù bại tao mới đi làm công đức vậy chứ có lương bổng gì đâu. Ồ hằng ngày đốt nhang một 40 cây hương nữa đó. Ủa chú đi làm ở đây là công đức nữa không á? Trời ơi buổi sáng không á, hết tới khu vực đó mộ bà mộ ông tất cả chịu lắm rồi thấy không, từ cái đường nó lên dạy lên đó, từ dưới đó lên đây là coi như là bà con dòng họ nói họ nào cũng có, họ nào cũng có hết trơn kìa. Dạ nhưng mà là có liên quan không hả? Ổng lập tên Mã Hậu Mạc sao cũng như Bác Hồ. Ủa cái này là mấy trăm năm chú chứ hả? 287 Mã Hậu ông mất tên nè. Mấy ông lân này là giữ. Rồi mấy ông lân này giữ. Ông giữ lắm nè. Sao ông làm gì? Có kể câu chuyện nào vô nghe nghe. Trời ơi, tụi mang cho mày diễn giỡn chơi đâu có chịu. Ông chơi giữa ông làm gì đụng chút mơ luôn. Sợ ông lắm. Vậy hả? Nó mò mỏi. Sao thấy cái mặt đó hết trơn rồi? Thì nó mò mỏi mắt hết rồi. Mò rồi nhưng mà cái hình linh lắm. Ủa linh lắm hả? Đâu đâu phải là mới thấy linh lắm. Giờ cái mộ có ai dám động phá gì đâu. Dạ. Trời ơi ta để chân đây cho như bọn ác còn lên đầu nó lấy nó dẹp nó phá mà có để nhang thì bị mất nha. Thò. Có nào thì lấy có lấy. Kỳ vậy mấy em cũng lấy nữa. Nhang nó cũng mất. Nó nói là cái gì đó. Tỉnh trên nước dữ vậy. Nước thỉnh xin 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 cho nước. Xin cho nước đi. Cho khỏe. Chỗ nào mua để dành cho đám hộ. Ở trên này hả mợ? Ở trên bàn thờ đó. Cái chồng là ổng chồng là tưới chết sao. Rồi làm ông thầy bỏ vào kia bỏ tất cả sao được. Khiêng từ dưới khiêng lên mệt. Cô bác ta quét thì có nó nhìn kia có cái lòng nó tâm thì mình không lẽ còn tay chân mình không nhận. Nhận để mua nước suối mua nha, nó cúng không chứ còn mình tính cho tao mua nội một cặp là 500 ngàn
bông qua là khiêng lên đây luôn. Khiêng lên đó, cái khiêng mấy cái chậu bông này lên đây luôn hả? Tưới nữa nè. Trời ơi. Anh xanh binh anh nổi trời. Xe từ từ cho anh lên. Xe kéo đường nào. Coi ơi. Chú nói là gì ông độ đó. Ông độ đó kìa, cá ở dưới luôn á. Nè anh đi khiêng cái này vào mấy bao nhiêu? Mấy ngày lên tới đây anh khiêng này nè. Vậy 2-3 ngày. 2-3 ngày khiêng lên. Ở dưới chuyện lên. Chuyện từ từ lên. Wow. Cái này bao nặng bao nhiêu mà ta? Nặng lắm á. Không đâu, đậu không rồi nó nhẹ. Đặt cá dưới mua. À, ý là chú đem chậu không lên. Chậu không rồi đem cát lên riêng. Đi bông lên. Dạ. Mua đó rồi mua phân, mua đồ. À, rồi dắt bao phân rồi ra đất lên kìa. À. À. Trời ơi. Có tâm nó đây mới tương tất quá đẹp. Mới đẹp quá trời nè. Vậy chưa yên nữa hả? Ta nói giữa giờ này có mặt ông chứ. Mình cắt không có cha mà lên nói chứ. Có hồi qua có lên coi có phải chuyển chậu nữa. Đổi chậu xuống đó, khiêng xuống. Gì phải khiêng nữa? Gì mệt vậy? Sẽ khiêng trong mang đó, rồi trai mình cứ dưới quyền người ta nè. Ta nói giữa giờ này có ông làm chứng không? Ông không có gì hết, mình lên thấy. Ta hồi mình khiêng lên á, không có cha nào sắp xếp đó. Mình nó nói thì muốn khóc. Rồi ta hồi chứng lên xong rồi. Chưa á, chuyển đổi chỗ này rồi. Chuyển đổi đó, qua chuyển đổi nhờ ông khiến sao được 4-5 thằng chuyển. Ờ. Không? Thôi coi chuyển một chậu vô nó nặng đắt, nặng lắm. Ừ. Ông nói bữa nay có người tới tham quan. Hay nó đều luôn á. Kè cặp màu vàng, đói cặp màu vàng, cặp xanh, đói cặp xanh. Ở dưới đó, cặp bà ở dưới đó. Nó đều quá trời đẹp. Ông đâu, tất cả trơn, ông mặc cái tết ở dưới, ông đi đồng dưới nước coi. Nè ông mặc gì? Ông mặc cũ. Chú đây là vua hả? Thiên tử công hầu bá tử nam. Thiên là tử ông, thiên tử công hầu bá tử nam. Ông mà cũ mới sanh ra ông mà thiên tích. Thiên tích mới sanh ra ông mà tử hoàng. Đó là ông tử hoàng này là ông thanh sai chữ cơ. Người cha lớn chút rồi đi vòng xuống coi nhiều lắm. Muốn đi lần này chiến ông rồi. Đi. Bây giờ dòng họ ổng còn người ở đây không chú? Họ là có đâu, đại thất thông có 7 đời vậy. Ồ. Nó lên đây nó nói con cháu nó 8 đời. Đó bà cố tao là 7 đời. Tính ra bà cố 7 đời. Thứ 7 rồi. Tốt quá hả? Là đời thứ 7 của. Là thứ 7 rồi, đời thứ 7 rồi, rồi tới thứ 8, thứ 9, thứ 10. Mà mấy bữa nó. Ủa vậy là chú cũng dòng họ luôn. Tính ra mình nói dòng họ đâu. Dạ hả? Hồi đó cũng ở đây cũng dòng họ. Mà tại buôn ống nổi đó. Chứ mình cũng bây giờ tao nói là mua về khỏe nghe chứ ai mình làm về chút xíu cái đầu nó tân tân rồi lên đỏ nữa. Lên đây hết bệnh mà đó, về nhà bệnh nè, cắt được lấy mua cây kéo nữa ông khiến cho phải ở lại với ông. Thấy không? Vậy hả? Nè, mua cái kéo rồi phải ngồi lên đó rồi chưa chút xíu mua kéo làm gì cắt cỏ. Cắt cỏ bằng tay vậy hả? Giờ mình mua cái máy vũa mà cắt vô vô mắt vô tay vô vợ thì ai đền không? Chạy ngồi cà lớp đi cắt cỏ. Trồng ba cái bông muốn điền. Là bên này cắt rồi đây nè. Đó, mới bên này đó. Chưa cắt nè. Lấy hồi ngồi cắt bằng tay. Thôi kệ đi ông phụ hộ cho anh mạnh khỏe. Phụ hộ cho chú mạnh khỏe ha. Nói chung ra mình nói giữa giờ này có mạnh khỏe mà không có tiền cũng khỏe luôn. Chắc nhiều người nhiều tiền nhưng mà mình quá. Phải có mạnh khỏe nữa. Bỏ ghét cái này không mướn ta làm nổi. Mướn mấy đứa nó quét nữa. Đó bây giờ khỏe chứ không có tiền mấy thì khỏe. Thì ông cũng phù hộ cho chú mạnh khỏe. Sống đủ. Ủa? Đây không có nước lên tới đây cứu cây khổ rồi. Có mưa đỡ ổng mới bảo nó giấy cho mưa. Trời cho mưa đó mà không mưa. Nay đi học lịch sử nha các cháu. Các cháu chim ăn thôi à. Còn là cái hộp trắng trắng này hả chú? Đang đi xuống dốc. Cái này là mộ ai vậy chú? Cái này trồng
con của ông mà cũ. Ông này là con của ông mà cũ. Ờ, chữ thiên là ông mà cũ là cái ông này, ông đi đứng trận hoài, cái bà vợ lớn nhà nhốt bà Cù Dung ở trong trận, nhốt trong chum á. Lịch sử cái đó là sao? Áo cưới với cổng chùa. Là cái đó là cây nhà cải lương. Cải lương mà nhưng có thiệt, đây là đây này. Rồi kể một người, xin mời hướng dẫn viên. Nó hay biết cái bài đó, kể đi. Là sao? Đó, đây. Rồi. Là cái vị này là có vợ. Rồi. Là Phù Dung. Đó là bà Phù Dung. Có no. Có bà, có bà người bà lớn. Rồi. Có người bà lớn á, anh này á, mà tính tích này á, đi đứng tính trận hoài, thì bà kia. Bà vợ lớn. Bà vợ lớn mới là đem nhốt cái bà vợ nhỏ trong một cái hậu cung thâm chiến. Đó, người ta gọi là hậu cung thâm chiến. Rồi nhốt bà vợ nhỏ vô một cái chum, gọi là một cái lu. Rồi đó, từ đó là bà kia bà bị tê liệt các tứ chi. Ủa mà đi lâu bao lâu mà vả nồi bao lâu mà tê luôn? Chồng đi chiến trận rồi đi lâu lắm. Ồ má, đi chiến trận rồi đâu ghê vậy, nó nổi da gà tấm lại là không biết ngày không về. Biết đúng rồi, không biết ngày không, về dẫn quân đi. Rồi bà nhốt vô cái chum rồi sao đó? Có cái thời gian sau bắt đầu bà kia bà bị tê liệt rồi, rồi mới thả bà ra. Ừ, bà mới đi lên chùa, gọi là sau này gọi là chùa Phù Dung vậy á. Đó mới là ở chung khu chùa Phù Dung ở trên đây. Rồi sao nữa? Rồi cái áo cưới của ông Mặc Thiên Tích này á, với bà Phù Dung à, bà mới treo trước cổng chùa. Trước cổng chùa sau này nó có một cái lương là áo cưới trước cổng chùa. Vậy là nói chung là bà không có chết. Một lát nữa nó có mộ bà vợ lớn hồi nãy nằm bên đó, cái vòng Phù Dung rồi cái vòng mộ bà Cô Năm. Cổng binh đại đô đốc. Rồi rồi bây giờ mình đi qua chùa Phù Dung. Chỉ huy quân sự. Sao bản tên đâu? Đó đây nè trời. Mạc Thiên Tích phải không? Có. Đây. Thuận đẹp quá ha. Cây rừng mát ghê. Trời ơi, nguyên cái tổ ong bự quá. Bé ơi, honeycomb nè con, honeycomb. Nè, tươi luôn nè, honeycomb. Đòi ăn nè. Bông phượng là đỏ rực luôn. Phù Dung cổ tự. Mới 9 giờ sáng à nha, nắng như gì luôn. Là cái chùa này là đặt theo tên của cái cô đó. Cô là Xưng Tự. Cô Xưng Tự thì có tự xưng, xưng cái tự đúng không? Xưng Tự gì? Xưng qua đây bắt đầu mới là lấy tên là Phù Dung. Hoa Phù Dung. Hoa Phù Dung sớm nở tối tàn. Là trong cái bài hát đó hả? Bài về đất Hà Tiên rồi có tên của cổ luôn. Chùa Phù Dung. Đâu? Năm. Được tổng trấn Mạc Thiên Tích thỉnh phụng từ năm 1785. Đồng thau nguyên chất. Vô tượng cổ. Này là gì cô? Đèn. Đèn.
cúng xây dựng nè, cúng xây dựng đi, cái nào cũng giống nhau mà, cúng dường thôi. Mình cứ phát tâm thôi, mình còn cái người nhận là không đúng để. Dạ đúng rồi, cái chuyện ấy để. Đèn dược sư là làm bằng gì con, sáp hả? Sáp hả? Con thấy nó mềm mềm á. Đó sáp mềm. Mình cúng dược sư là như cái bệnh viện, cái bệnh sinh sản bệnh sư. Dạ. Sau này là tổ, lại tổ trước, xong mới đại Phật. Rồi lại tổ, tổ là đây hả bà? Tổ, tổ của Phật sau là Phật. Lại tổ trước rồi mới thờ Phật. Chị chứ sao nãy mình chờ lại Phật trước. Bỏ tài luôn. Thấy ba lúc nào không vô, ba lại Phật trước chừng. Nè, cái đầu kìa. That's the butt. Đó, the butt nè, cái này là cái đầu nè, đó. Rồi cái mũi dài dài kìa. Ổ dồi. Ổ dồi đúng không? Mình đi là mình đi trải nghiệm á, ai da lắc lắc nha. Ổ dồi, ổ gà, ổ vịt. Thành phố du lịch. Thành phố Hà Tiên du lịch. Chưa có du lịch đâu, người ta đâu có du lịch nhiều đâu. Vẫn còn nghèo mà. Có nhưng mà không có nhiều. Một phần 100. Đi trải nghiệm ổ dồi. Ổ gà nè. Đó, đó, thú nhúng lắc qua lắc lại. Cảm giác mạnh. 12 bản trời. Cấm cái gì mà gì vậy? Lấy hồi phải zoom ra đọc mới được. Xe kéo, xe con, xe ngựa, xe trâu, xe bò, xe. Hò bay mỗi cánh luôn á. Đi xuống đi. Xả bờ, xả đê. Cái này là của tư nhân ha. À, sạch quá hả? Ồ, cây xăng. Lò nem luôn. Sạch 100. Sạch sẽ ha. Vô. Nơi để ối. Wow, rất là lịch sự. Trời ơi. Wow, nơi để ối luôn nha cả nhà. Rộng rãi lần đầu tiên. Thơm. Thơm. Ê, bữa giờ đi là thấy chỗ này là nó rất là lịch sự nhất nha. Đúng tiêu chuẩn của USA nha. Sạch. Thơm. Thoải mái, ngồi thoải mái. Đầu tư bàn ghế gỗ này cũng tiền không? Thật sự ha. Quá trời, quá trời may rồi. Đây là đồ ăn. Mọi người có đi miền Tây ghé đi nè. Lò nem Nguyễn Bình. Lò nem Nguyễn Bình. Đặc sản miền Tây, trái cây. Chạm dừng chân Nguyễn Bình. Ăn trái cây bữa giờ là ngán rồi đó. Đây, mua nem. Đây, lò nem. Nước mía bay, nước mía bay. 10.000 ly nè. Lấy. Có bán nước mía không cô ha? Ở ngoài kia hả? Có bông nữa nè. Ủa, nãy giờ đi kiếm. Có ăn cơm không? Lạp xưởng luôn. Quá gớm rồi. Đúng tiêu chuẩn rồi. Bánh cá, bánh. Wow. Cơm không ăn ha. Cứ ăn đồ ăn kem không à. Ăn kem, ăn snack không. Hai cô.
Wow. Thực đơn theo từng món. Wow. Đây thực đơn bạn. Heo quay kìa, Dũng ăn heo quay phải không? Đây, cơm heo quay. Quá lịch sự rồi. Kia. Quá hay, cái này quá hay, chỗ này quá hay. Ủa này mở lâu chưa anh hả? 3 năm đúng không? Mới. Gì mỗi thứ mới hay gì? Rồi, con cũng bắt ăn luôn. Rồi tính rồi đó. Người ta chưa có kịp ăn luôn á. Sao quần thôi đi ra đi. Để tôi ăn. Đúng đi đi, cầm đi, để nó lộn. Chưa đưa tiền luôn á. Để lựa cái nha. Đó, con muốn ăn gì con coi trong thực đơn. Cái gì cũng ngon. Cơm heo quay hả? Trời, biết học chữ luôn. Trời ơi, con đã học giỏi mà. Cơm heo quay. Chăm ăn gì chăm? Chăm. Chết nó mua rồi. Chăm. Cơm à, trà đá tự phục vụ nha. Tà giá trà đá tự phục vụ. Mẹ no rồi. Dũng ăn hết trơn kia 10 món. Thôi, con mua món nào con mua thôi con mẹ. Ê, Dũng mua gì vậy? Dũng mua gì? Cơm heo quay. Heo quay nữa hả? Thôi, con đừng ăn nữa, con ăn cái khác đi. Rồi, cơm sườn cộng đi. Rồi. Như ăn chăm ăn gì cưng? Phở. Phở ghi luôn. Mẹ ăn món khác được không? Để tao thử nữa. Phở có người mua rồi. Cơm gà kho kìa, cá rô kho tộ kìa. Toàn. Nè, cá hủ tiếu, bánh canh. Bánh canh hủ tiếu sẽ ăn rồi. Giờ ăn cá kho kho tổ rồi cá lóc kho. Ai ăn chưa cô? Chưa. Bò kho đi. Bò kho. Bỏ nhảy nha. Dạ. Bỏ hủ tiếu rồi. Bò kho chưa ăn. Tại vì kêu mình kêu nhiều món mình thử. Đây. Bò bún tiếu này 155 nghìn. 155 nghìn. Đây, 155 nghìn. Chạm dừng nghỉ Nguyễn Bình. Cái này là quá tuyệt vời luôn. Này là của cô hả cô? Không phải sao không ra. Này gì hay? Cơm chay. Ăn nhu nhu nhu. Đây là hổng liền. Mọi người. Ồ nhanh quá hả? Này gì? Cơm heo quay cơm. Heo quay 40 ngàn. 40 ngàn. Ờ, rẻ ghê. Cơm heo quay 40 ngàn. Rẻ rẻ luôn. Mày có phở bò tái bò viên còn canh nữa anh mai một cái cho trăm hồi với gà đá miễn phí luôn tự phục vụ cái này không ừ ờ à, bẻ xuống cô gái bao con cầm dựng gãy nha bởi vậy không ai dám cho cầm gì chưa. Hủ tiếu bò kho, xin mời. Này Trâm. Sẵn có chai nước mắm này luôn. Gọn ha. Rất là lịch sự luôn á. Quá sạch luôn. Tinh tế. Very good. Này chắc cũng Việt Kiều mở quá à. Hả? Bên này anh à vô heo quay bên này à dạ anh Dũng ăn heo quay với Ben ăn heo quay này đi mua cái nữa hả ai bỏ qua giòn thịt cơm sườn cộng thì phải miếng thôi bé hủ tiếu bò kho. Cô chị chích lại gì chị chích? Cơm chay. Cơm chay hả? Rồi. Ngon không? Ngon. Nem bì ở đây hả? Nem tự làm luôn. Ừ, tự sản xuất luôn. Ừ. Lát mua thử. Không, này là ngon là nói nó thiệt. Dạ. Nem Lê Dung. Ừ. Nguyễn Bình là cái tiệm này tên Nguyễn Bình luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ở đây là trạm dừng chân Nguyễn Bình. Dạ có, nãy có quay có trời, quá là tuyệt vời luôn á. Gần cầu Cao Lãnh á, là người ta biết hả? Gần cầu Cao Lãnh hả? Huyện Lấp Giò. Dạ, huyện Lấp Giò. Vừa miệng ha. Bên ăn nghe nói rồi. Sạch bách rồi nè. Cơm Dũng một cái chút hả? Không. Sạch bách luôn. Bên ăn trong im lặng, thưởng thức trong im lặng luôn. Mẹ đừng có nói, nó mắc cỡ, nó không ăn nữa kìa. Vừa miệng không mẹ? Ngon quá à. Ba ăn canh phủ qua ngon. Ok, good.
Phục vụ chu đáo. Yeah, rất là nhiệt tình luôn. Nãy cô nói gì? Gần cầu Cao Lãnh hả? Gần cầu Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp. Hồi nãy là có quay cái địa chỉ tên rồi, có gì Google. Bò kho nha, bò kho. Đúng rồi. Ngon hả Dũng? Bò kho ngon á. Đưa cho Dũng ăn miếng đi. Ăn. Ai chuyển? Mọi người cả nhà đều nói là ngon, gia đình nói ăn món gì cũng ngon. Thấy cái này kêu mì bò kho. Có mì không? Ai kia? Tôi xin một like, một subscribe. Ăn ăn ăn. Được không? Chỗ này ngon ha. Ăn ngon lắm tài, chỗ này quá tuyệt vời lắm tài. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ăn cái gì? Cơm thêm. Cơm thêm miễn phí. Ăn là ăn không đủ no là được ăn cơm thêm miễn phí luôn. Mọi người rất là nhiệt tình. Trời ơi, tuyệt vời. Mọi người ở đây 100 điểm, 100 điểm. Đúng rồi. Tiếp tục là món cơm sườn cộng. Dịch 2-3 năm trời. Mình chưa thêm một tô mì bò kho nữa. Ngon quá. Ăn 2-3 tô. Làm cái lô. Tại vì nó ngon. Ngon ngon lắm luôn, hơn nữa chứ không có chỗ nào nó ngon gì đâu. Cái này đúng là ngon á. Tuyệt vời. Hàng ngồi xuống đi. Mì gói hả? Mì gói, mì gói. Hả? Ngon. Tao mà nấu là nó chảy xuống dưới sâu luôn, không có mổ bán nữa. Đây đây đây, tắt vô. Nấu ngon hơn. Tao ăn gì biết hết. Tắt vô, nặng tắt vô nha cả nhà. Nó ăn thêm đường đó mày. Ở đây là tắt là bao la. Cơm mà bà nói cơm chim bà xứ ở đây mà mẹ bà chịu rồi đó. Hả? Rồi. Cho mời. Cảm ơn em. Không biết rồi trả tiền chưa? Chưa. Trả đợi xíu xíu. Cho nó nè. Đợi xíu trả đi. Rồi để xíu nè, bút được nè. Tắt thơm. Trả tiền cắt hết. Có 5 đồng thôi. 5 đồng rẻ. Nó mấy ngàn rẻ gì? 5 rồi. Ngàn. 5 ngàn rẻ. Ok. Em cũng ngon quá trời luôn. Em sẽ giới thiệu cho chị. Nãy giờ là mình ăn một tô mì hủ tiếu bò kho, bây giờ mình ăn mì bò kho. Rồi mình ăn thêm một dĩa cơm. Ồ dạ. Cảm ơn cô. Very ngon luôn nha cả nhà, rất là ngon, rất là ngon. Theo khẩu vị của em là người miền Tây đó. Wow. Bữa giờ chưa thấy cả nhà nào ăn ong, ngoại trừ cái bữa ăn bún cơm ra đó là bữa này thứ hai là ngon nè. Rồi chấm ăn ba chai mì nào mì. Ha, được cái hủ tiếu tuyết ngân nè, Mỹ Tho nè, rồi cái bún mắm, bún canh chua ngày hôm qua, còn hôm qua là dình ký là fail luôn. Quá dở mà. Còn này là quá bình dân mà ngon nữa. Ở đây là đồ ăn thức uống nha mọi người. Xong rồi mọi người có thể đến ngay cái quầy này để mà mua phiếu, rồi người ta bưng ra cho bàn mình luôn. Quá là lịch sự. Khi mà mình ăn xong thì mình để tại chỗ luôn. Có người dọn luôn. Người ta sẽ đẩy cái xe thùng lên tới, người ta sẽ bỏ những cái đồ ăn thừa rồi đó. Y chang luôn, y chang kiểu Mỹ luôn. Rất là văn minh. Very văn minh. ở đây là có nhà vệ sinh cho người tàn tật luôn. Đúng tiêu chuẩn Mỹ luôn cả nhà ơi. Đi dạo dạo coi có gì vui không. Ở đây là
phòng trọ hả? Ai mà không muốn đi xa, muốn nghỉ ở tại đây luôn. Ồ, có chỗ ở luôn. Phòng y tế. Emergency. Phòng y tế luôn. Còn này là gì đây? Phòng nghỉ cho bác tài lái xe. Thôi lịch sử quá à. Men, coi coi. Phòng nghỉ cho khách. Này là bao nhiêu một đêm em hả? Trăm rưỡi. Mở cửa. Đây, vô, vô. Hướng dẫn viên du lịch, xin mời. Một đêm 150 ngàn. Quá. Wow. Ê, cái phòng này ở được mấy người? Dạ có. Tầm. Đây là 150. Muốn ở nhiêu, bao nhiêu người ở hả? Là hai người hơn là mình tùy theo mình. Trời ơi. Man, đẹp quá ha. Nhưng mà tại giường chỉ có một giường. Sạch sẽ dễ sợ luôn á. Vô coi restroom. Có cửa sau rồi. Wow. Sorry nha. Em không thấy đường. Xin lỗi. Xin lỗi nha chị. Có cửa ra ngoài sau nữa nè. Mát. Cho cái này là 1000 sao luôn. Đánh giá 1000 sao. Đánh giá cái chỗ này là 1000 sao luôn á. Có phòng đôi. Có phòng đôi không? Phòng đôi là cái gì? Phòng 2 giường à. Và có phòng 2 giường luôn. Ô bự. Ô mới lạnh luôn. Có chứ, cho nó có lạnh mới. À. Đánh giá 1000 sao. 5 star. Cái này là được là 5 star luôn. Wow. Hay nè, cái chỗ này hay lắm nha. Đây là cái credit card của người ta đây. Có địa chỉ nha. Bán đủ thứ loại bánh trái, snack, bánh bía. Đặc sản miền Tây. Thôi ba ơi, con đủ mập rồi ba ơi. Bánh in. Thôi không ăn nữa, no rắm rồi. Thở không nổi rồi. Bánh dừa, bánh dừa. Ở đây là cây xăng luôn, cây xăng, nhà nghỉ, quán ăn, tất cả mọi thứ, cà phê, nước mía đâu? Ờ đâu nước mía? Mày cũng đậu nước mía gì lắm á? Uống nước mía. Đây trái cây luôn, nước mía siêu sạch. Chị có xoài chua không chị? Xoài nào mà chấm mắm ruốc á? Này xoài ngọt rồi. Phải không? Mình thích ăn xoài chua. Một ly nước mía ở đây có ai bán không chị Hoa? Ly bự nhiêu chị? Ly bự 15 ngàn. Cho em ly bự đi. Sugar cane everywhere. Cái em nhiều tắt đi chị ơi. Ly nhỏ 10 ngàn, 10 ly lớn 15. 2 ly 30 được không? 2 ly 30. Rồi. Có đại gia trả tiền luôn nè. Bây giờ ba uống nước mía không? Mua 2 ly luôn hả? Vậy là 2 ly. 1 ly, 2 ly lớn là mỗi ly 15 ngàn. Được. Quá được luôn. Muốn chơi nhiều trò đúng không? Hai ly 30 ngàn. Đây, mà
mình đi ra mình đi ăn cái khác đi. Thôi để đây đỏ đi ba, để đây đỏ đi. Còn cái trái này là gì đây nè, ba tôi quảng cáo nè. Cái này là mây Thái nè. Mây hả? Ờ, cái mây. Cái mây Thái nè. Ăn sao ta? Lần đầu tiên mới thấy á. Là nó gọi là trái da rắn hả chị? Giống bòn bon trong hả? Mây Thái. Mây Thái. Ở dưới đây hay còn hay có chứ, thành phố ít có. Trời lột cực vậy. Trời ơi rớt. Nghe vô mùi giống sầu riêng vậy. Thơm thơm. Ăn thử đi. Ba đi, ba ăn rồi. Thôi ba ăn thử đi. Ba cắn miếng đi. Ăn trước đi. Giống sầu riêng vậy? Thơm. Nghe giống sầu riêng hả? Chua ngọt ngọt. Lạ hả? Cái mây Thái. Cái mây á. Là nó từ bên Thái nhập vô. Ừ. Phải không? Tại vì nó ở trong rừng, ở trong cây mây á. Lạ không? Ừ. Nhiều người ta ăn cái trái rồi lắm. No. Cái gì đây? Kẹo mè sửng. Chị ơi cho em trả tiền. 70 ngàn. Ngon không? Nem ngon hả? Có mua nem không? Mua rồi. Lên đường. Một cuộc viếng thăm rất là thỏa mãn. Mọi người được đi xã bờ, xã đê. Rất là sạch sẽ. Giờ mình lên đường đi về thành phố thôi. Một lần nữa đây là trạm dừng nghỉ Nguyễn Bình. Ngàn like, ngàn like. Đây cái phòng 150 nó nói ở quá trời bự. Bự. Quá trời. Đẹp. Chỗ này quá thành công. Một cuộc viếng thăm rất là thành công. Đồ ăn đủ. Tuyệt vời nhất trong chuyến đi Hà Tiên. Chỗ này là cái chỗ mà nó là ok, number one nhất trong cái chuyến đi. Đúng rồi, ngàn like, ngàn like. Cảm ơn bác Tài. Cảm ơn bác Tài rất nhiều. Trời, coi tướng ngồi. Sầu đời ghê. Lấy gì sầu đời vậy? Hello. Ngủ hả? Vì đoạn đường từ ba ba đoạn đường mình đi từ đâu ta? Hãy mình đi. À, vì đoạn đường từ Hà Tiên về Sài Gòn 8 tiếng. Ây da, 6 tiếng thì mình dừng thêm một trạm dừng chân tiếp theo. Hủ tiếu Mỹ Tho. Ây da, tê chân. Ây da, tê. Đi xem nha, đi xem review trạm dừng chân này có sạch sẽ như trạm dừng chân kia không. Cà phê. Trời, thấy người ta bán đồ ăn muốn ăn nữa. Ôi dạ. Mẹ em bánh bao mẹ. Ồ, để dành bụng lấy tối ăn cơm. Đúng rồi, đừng ăn gì nữa. Nhưng mà muốn ăn thử. Bánh bao ăn trứng muối. Bui. Con vô restroom tí đi con. Miền Tây tôi gạo trắng nước trong. Đây Đồng Tháp. Ủa? Bông sen. Sao? Ủa? Bên này
này còn nữa nè. Cũng sạch sẽ nha. Có mấy cô dọn vệ sinh nữa. Sạch lắm. Tiệm bách hóa. Mini mart. Bánh mì hoa cúc bự. Ở đây là bên Mỹ mấy bé thích lắm nè. Bánh mì ngọt. Bánh mì ngọt à hả? Thì cũng có bán bánh kẹo dừa. Em bắt chào. Đây là cà phê. Bên nào ta? Bên thích ăn kem nè. Để kêu nó đi lại mua hũ kem. Đâu? Cơm tấm nữa. Thấy cơm tấm là ngán rồi đó. Nâu quá. Bắp. Bắp màu đỏ. Bắp tím. Wow. Trời, nhìn đồ ăn ngon quá. Mà no quá. Qua bánh mì. Wow. Dạ. Trời ơi. Bánh mì em ngon như thế đó bụng quá. Không có đói bụng nhưng mà nhìn thèm đúng không? Nhiều ổ vậy cô? 28 ngàn. Rồi em đi ăn. Rồi mua lẻ đi nó tới rồi kìa. Tới chưa? Bù miệng quá à. Không có đói bụng mà bù miệng, trời ơi. Không cho bóng. Lấy bảy ổ. Ngon quá. Nhiều ớt nha. Rồi, cái gì cũng nhiều đó má. Dạ tới kìa, lẹ lên xe đi, nó chửi sao bây giờ. Rồi, khỏi bảo bệnh luôn. Đưa đây, rồi. Là bỏ đâu vô, bỏ rồi, vô. Rồi, cảm ý. Thôi, được rồi cô ơi, con tụi nó con dễ lắm. Khổ ghê vậy đó. Nó hối. Xe nó hối kìa. Rồi, cảm ơn cô. Thank you. Rồi, phải rồi. Đến nhà rồi. Xuống rồi. Anh ơi, mở cửa thôi. Coi chừng. Dày nè, dưới gầm xe nè. Dày của ai? Ây dạ. Đợi chốt. Có sai không? Không chết trước đi, không chạy mà. Từ. Tới nhà rồi. Cô tước nhẹp trời. Tới nhà rồi cả nhà ơi. Xuống đi. 3 ngày tham gia gì? 3 ngày du hí miền Tây. Tới nhà là có máy chính đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Gỏi cuốn, thịt luộc, chấm mắm nêm. Gì thịt ba rọi kho tiêu. Trứng cút tươi. Để cho ăn này sao rồi lại canh bên. Ăn cơm với canh bí và heo. Ồ. Quá ngon. Ăn có sao mà lấy chén cơm. Ăn cơm, bên ăn cơm đi, ăn cơm ha. Bên ăn cơm mới chính rồi. Mời các bạn ăn cơm. Lúc trước nhà đi hát cầm sống là đi mà đi hát nhạc sống hả? Hát cái miền Tây. Wow. Cần Thơ. Ừ. Về có máy chính chuẩn bị sẵn rồi. Quá đã luôn. Cái đèn có cái tô mà đâu có cái tô nha. Ngon quá. Trời, cơm với thịt ba loại kho tiêu trứng cút ngon quá trời luôn. Đây. Fan trung thành.
Ba rồi. Sao mà coi con nè, con ăn nè.